phải cũng ngọt đó ông Thành. Ông cho một cây thôi, ăn lần 5 cây thôi, đừng ăn nhiều. Ông đi lần 2 cây là nó sẽ tôi cảm thấy nó bị gướng á. Hả? Cắt xúc trong này mới được. Đầu ngoài nó bị yếu phải không? Cắt cái trong này nè. Bây giờ thẳng qua bên bển thì dính cái cây kia luôn. Được rồi, quá đẹp. Đẹp đấy.